Nhận thức rõ về những lợi ích mà chuyển đổi số đem lại, ngay từ năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định công tác chuyển đổi số của toàn tập đoàn là việc bắt buộc phải thực hiện để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Đồng thời, với vai trò là doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn phải có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số để vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vừa góp phần lan tỏa thực hiện thành công công tác chuyển đổi số quốc gia. Cho đến nay, Petro Việt Nam đã hoàn thành xây dựng chiến lược chuyển đổi số, xây dựng và phê duyệt lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2026. Để từ đó thúc đẩy thay đổi mô hình kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Petro Việt Nam đã xây dựng, hình thành những cơ quan, bộ phận thường trực, bộ máy chuyển đổi số ở Petro Việt Nam và các đơn vị thành viên, đã số hóa được toàn bộ hệ thống quy trình và cơ sở dữ liệu, ứng dụng AI vào tối ưu hệ thống quản trị, phân tích dữ liệu. Trong giai đoạn tiếp theo, tập đoàn tiếp tục ưu tiên tập trung nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tinh gọn và gia tăng linh hoạt của tổ chức, giảm giá thành và chi phí, phát triển bền vững bằng việc tiết kiệm nguyên vật liệu, vật tư, năng lượng và giảm ô nhiễm. Tập đoàn cũng xác định quá trình chuyển đổi số là quá trình dài hạn, cần đầu tư nguồn lực rất lớn, do vậy phải chọn lựa những mũi nhọn đột phá, những cải tiến cấp thiết, đáp ứng các yêu cầu về vấn đề nguồn lực con người, thực hiện quy trình số hóa trong tập đoàn, tầm nhìn và kỹ năng hiện thực hóa công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Thank you.